Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu với tất cả quý khách một chiếc lắc tay, một siêu phẩm lắc tay Kỳ Lân mới vừa hoàn thành. Và Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên chế tác tất cả những nữ trang bằng vàng 18, kim cương, vàng trắng, vàng hồng, rogol, màu vàng vàng, vàng chanh. Nói chung là theo nhu cầu của quý khách. Về mẫu thì quý khách thích mẫu nào, bất kỳ mẫu nào, hoặc là có những ý tưởng gì, hãy liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ thực hiện những ý tưởng, những cái ý muốn đó thành sản phẩm hoàn thiện để bàn giao cho quý khách. Đây là một chiếc lắc tay mà dựa trên ý tưởng cũng như là góp ý của khách hàng, và Kỳ Lân đã hoàn thiện được. Tất cả vàng là vàng 18 AU750, kim cương thiên nhiên. Và với đội ngũ kinh nghiệm và chuyên nghiệp, tất cả sản phẩm từ mặt bên ngoài lẫn mặt bên trong đều đẹp như nhau. Có nghĩa là một sản phẩm đẹp, chất lượng thì nó sẽ đi đôi với bên ngoài lẫn bên trong. Và một cái điều đặc biệt tạo nên tên tuổi thương hiệu của Kỳ Lân Luxury ngày hôm nay đó chính là về việc đính hột, hầu như tỷ lệ rớt hột gần như bằng không. Và tỷ lệ chia hột rất đều, kỹ thuật nhận hột rất chuẩn. Cho nên chất lượng, cho nên tuyệt đối và quý khách an tâm khi sử dụng sản phẩm của Kỳ Lân Luxury. Đây là một mẫu lắc tay mà Kỳ Lân rất thích, bởi vì kiểu dáng rất đẹp, lạ, và mình có thể phối được theo ý thích của mình. Ví dụ như trên đây là đính kim cương ở trong này, hoặc có thể đính lên kim cương trên ngay chỗ này, hoặc là mình có thể đính lên hai bên hông này. Nói chung là theo nhu cầu của khách. Và đây là một sản phẩm dựa đến ý tưởng của khách hàng và Kỳ Lân thực hiện. Còn quý khách nào muốn có những mẫu độc đặc biệt riêng theo ý muốn của mình, hoặc là quý khách muốn phối hợp từ những mẫu mình từng thấy trước đây, mình muốn tạo một nét riêng biệt cho bản thân mình, thì liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ cùng với quý khách trao đổi về ý tưởng, và Kỳ Lân sẽ lên file thiết kế và hoàn thiện sản phẩm 100% theo đúng nhu cầu, yêu cầu của quý khách. Cụ thể tổng trọng lượng của chiếc lắc tay này là gần 3 cây vàng 18K AU750, với công nghệ đúc đặc không bị bọt, vàng chuẩn châu Âu, và đính 780 viên kim cương thiên nhiên. Tùy theo nhu cầu, tùy theo yêu cầu của quý khách, có thể là trọng lượng Kỳ Lân sẽ đáp ứng được theo ý muốn luôn. Một sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao thì ngoài việc đẹp thì phải chất lượng. Có nghĩa là cấu tạo chi tiết tạo nên sản phẩm nó phải là chất lượng. Thường thì khi chúng ta mua nữ trang, chúng ta sẽ để ý kiểu nào là kiểu dáng thôi. Nhìn từ xa thì đẹp, nhưng mà khi cầm lại á, nhiều người cũng không để ý chất lượng, mà nhìn đến là đeo vào tay mình nó có đẹp hay xấu thôi. Thì đối với sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao, mình phải coi cả phần chất lượng. Với công nghệ nén vàng đặc biệt, không bị bọt và chuẩn hội, và không bị ba vớ, không bị những cái lỗi. Một sản phẩm đặc biệt đỉnh cao thì nó phải hoàn hảo từ chất lượng bên trong và bên ngoài, kể cả phần đính hột cũng vậy. Với đội ngũ chuyên nghiệp, tỷ lệ chia ổ hột cực kỳ chuẩn, và người nhận hột phải chuyên nghiệp nữa. Và với đội ngũ nhận hột chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury thì việc rớt hột gần như bằng không. Và Kỳ Lân tiến hành đeo vào tay để khách xem và cảm nhận thực tế sản phẩm này khi chúng ta sử dụng nó sẽ như thế nào.